Nói vậy là đâu mất rồi sao thật kiểu dễ chửi thôi. Để chị hỏi lại nó gì vậy? Không ngon trả lại. Cái gì vậy? Cái gì thật dừa. Thôi xuống trên đèo mới được dừa được đâu. Cái gì? Dừa ngon mà. Không, tại thật dừa nó có quá chất trong kiểu mình mà. Cái gì vậy dở vậy? Không biết hả? Thôi chết vậy. Cái gãy cho kia. Tiền dây. Những người chị đặt bánh xe. Là thật dừa đúng không? Khi là nước dừa em đập ra xong em để vô từng cậu bự rồi nè. Rồi xong em để quá chất vô cho nó kết tinh thành từng mảng vậy. Ôi. Rồi xong. Rồi người ta để cho nó lên men. Ủ lên men mới thành cái đó đúng không? Rồi người ta mới cắt ra. Nên nó thành màu vàng nó giống như vàng trên dây nè. Rồi người ta mới tẩy thành màu trắng. Mà tẩy xong làm sao nên có mùi cho em ăn? Ngon ngọt mà. Thì làm sao cho có mùi nữa? Đúng được. Đó là được. Thì phải để có hương liệu vô đúng không? À, thì nó mới ra vậy. Ôi, anh thấy người ta để trong bình sạch sẽ. Thì đúng rồi, tất nhiên người ta tẩy, người ta để hương liệu vô nó mới trắng hơn, nó sạch sẽ vậy. Mà trước khi nó qua gì nó phải trải qua quá trình nó mấy ngày nữa, nó lên men này nọ kia nữa. Nói chung là khi mà em đi ngang cái chỗ bán thạch dừa, chỗ làm thạch dừa, em sẽ nghe cái mùi men thạch dừa. Men sao? Em về em để em ủ thử cái trái dừa mà em để ngoài mấy bữa em biết cái mùi đó nó hơi chua mà nó đúng rồi, cái cà rốt đó. Chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em đã làm em mất ngon nhưng mà thực sự là vậy. Nói chung là nó không quá độc hại nhưng mà ít nhiều gì nó cũng có quá trong trong đó. Chị có thể nhục luôn liền. Chị làm chị biết. Nhiều khi nghĩ chỗ chị làm thôi chị ơi. Không, chị không thương mà vậy. Không, chị làm thật dừa nói như vậy. Dạ. Các chú dừa, ví dụ như các chú dừa mình chặt ra để 2-3 ngày nó lên em nó thua rồi. Cái này là cái lên men người ta ủ nữa. Ta tẩy xong người ta tẩm màu, tẩm con vị vô. Thực ra cái phần mà tẩy nó không sai, mà phần ủ nó hơi sợ. Ừ. Không, bây giờ anh tưởng tượng ủ giống như người ta ủ mắm rồi thôi, không gì. Ừ. Thì thôi ăn đi, chúc em ngon miệng.